Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn ba cái dòng đá quý chính của đá ruby. Ra thì có rất nhiều người đang hỏi tôi là đá ruby thì có những dòng nào, loại nào của đá ruby và phân biệt nó ra làm sao. Thì ra cái này rất là dễ thôi. Hiện nay ruby có ba dòng chính, đó là ruby Facets và ruby sao. Dưới ruby sao đó là ruby không có sao, ta vẫn gọi là ruby thịt. Thì ba dòng này thì dòng ruby Facets là dòng ruby cao cấp nhất và đắt nhất, bởi vì cái chất lượng của nó phải trong veo thì chúng ta mới cắt giác được. Người ta gọi Facets tức là ruby cắt giác. Ruby cắt giác tức là nó có cái giác giống như kim cương. Đây tôi sẽ đồ rõ cho bạn xem. Đây là ruby facet, dòng ruby có độ trong như kiểu thủy tinh ấy. Thực ra nó vẫn có tạp chất bên trong, bao thể là các đường rãnh nứt, nhưng nó rất nhỏ, không đáng kể. Thì chúng ta gọi đây là ruby facet. Nhiều người vẫn thắc mắc, không hiểu nó là như thế nào. Tiếp theo dòng ruby facet đó là ruby sao. Ruby sao thì khi dòng ánh sáng nó sẽ có hiệu ứng sao như này. Như viên này tôi có thể chiếu ánh sáng vào, nó sẽ có hiệu ứng sao. Đấy. Nó sẽ hiện 6 cái vạch cắt nhau, giao cắt nhau tại một điểm và nó sẽ chạy đều. Ruby sao thì đặc điểm là khi có ánh sáng thì nó sẽ nổi hiệu ứng sao và nó sẽ được mài dạng cabochon, thì dạng cho nó có oval đó, để khi cái mặt tròn như này nó sẽ tạo được cái đường sao chạy bề mặt như này. Cấu thành của sao này là bao, nó thuộc dạng bao thể dạng lụa ở trong viên đá, gọi là titan. Thì thường cái hàng sao ruby sao thì cái màu của nó sẽ không đạt được cái màu đỏ biết như kiểu là dòng ruby không có sao, vì nó là thường titan và cạn bớt cái màu sắc đi. Nhưng dòng ruby sao cũng là một dòng rất nhiều người tìm kiếm và muốn sở hữu nó. Cái thứ ba đó là đá ruby không có sao. Cái dòng ruby không có sao này thì nó rất đặc biệt ở cái là cái màu nó rất có thể đạt được cái màu rất đẹp tối đa, để cái màu đỏ để đỏ huyết và đạt được độ trong. Như ở Việt Nam chúng ta thì mọi người chơi dòng này là phổ biến nhất, bởi vì người ta yêu thích cái màu sắc của viên đá hay là cái chất lượng, và cái giá thành nó cũng hợp lý hơn so với hai cái dòng tôi vừa nói trên. Cái này thì cái giá trị của nó thì phụ thuộc vào cái màu sắc và chất lượng thôi, hình khối, độ to, mấy cái tiêu chí như vậy. Các bạn ai mà đam mê thì có thể qua chỗ tôi, chúng ta ngồi uống trà ngắm đá và tôi tư vấn miễn phí cho các bạn phân biệt được đá quý thật giả như thế nào. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Phú. Số điện thoại của tôi sẽ được ghi ở bên dưới cái video này. Nếu chúng ta quan tâm thì có thể liên lạc với tôi.